nó chửi một kêu Hoàng Hoa Thám, nó đi tới chợ đêm gần anh. Ủa? Bên mùng một kêu Hoàng Hoa Thám đúng không? Chợ đêm là bao nhiêu cây anh? Nói chuyện với mẹ mà ta xuống
xíu xẹo đúng không ạ? Không, còn cái thằng nữa là hai đi giống như là nó đi đập vịt cái ghê nó bị đình vi. Cái này mẹ con mới lên chụp cái kia kìa. Đó, đầu tháng gì tháng đó thấy không? Nó chụp cho biết tới Đà Lạt rồi. Cái rồi. Đó. Thôi, ăn xong ra tình tiếp. Cái chạy xe máy đó chụp được gần kề bến đó. Trong cái bắt đầu cái con ừ, cái con ghê nó mới đinh vi. Cái nó thấy ra năm kiểu sống nên nó hỏi anh đi được sống sống hả? Cái thằng đó mày trả lời không có, đang đi đập vịt. Đẹp ha. Nhưng mà đẹp. Phải đạp với em. Ờ, mong phải đạp với em. Từ nước ngoài nữa. Từ nước ngoài nữa. Ghê. Lạnh không phá, mà hết. Phá không? Sớt, mấy cái lạnh luôn. Lạnh không? Mà hết. Mát thôi, sớm nó thích mát. Mập biết ghê. Không thể đi hoa không mở 17 đô. Chí, đi hoa mới mở 17 đô. 7 đứa, có khi nó mua tài sản luôn. Ừ. Quên luôn. Đi mai, mai hay tạm hết. Tụi nó kìm đi. Bám ơi, bám. Bám, bám. Bám, lạnh bám. Lạnh không? Đưa tay lên, hello. Chào bà bố. Wow, wow. Ôi giời ơi, vừa thật nhẹ. Ôi giời ơi. Ôi. Cho ăn 10 sao. Được. Ok. Nồi lửa lên em. Nồi lửa lên em. Rồi ok, xuống xe. Bao nhiêu tài bạn? Có 84 ngàn thôi. Nghe rồi chắc là em ô anh nhá. Ok. Tiền nó kêu tinh tinh nha. Vui quá. Rồi, anh cảm ơn nha. Thôi luôn anh. Rồi rồi. Dạ. Chắc là lô anh nhá. Dạ ok. Nè nè, nó có cái tay vô có không? Ông hút. Mẹ con ngồi đâu cho đẹp đâu là đường dạ mình lên mà trò đi muốn ăn đồ nướng nữa đó lên trò nha quá chết tóc lên mày con món tao món tao nữa. Hay là ngồi ngoài đi. Mưa hả? Đó, ai cứ đi chụp hết, đi chụp đi cột chụp nó mướt kìa. Ờ, đi chụp chơi, chứ không hát đi, xin hát đi. Cái mọn này cũng trong đây là mọn nha, chứ không phải... Đúng rồi, đây là mọn. Chứ không phải buffet mà. Ờ, đây là mọn, không phải buffet. Cho con phố, cho con phố. Hôm nay thì sẽ là các cái món nhỏ. Đó, nở dòng miếng chú. Á, bày lắm chưa, bày lắm. Bày lắm rồi. Nó tên nào? Thầm lắm. Mẹ vậy kêu cái bẹt này nha. Ok. Thầm lắm ha. Ok. Chà đâu. Rồi ai muốn kêu món gì nữa thì kêu. Dạ bởi vì chỗ 1 mega cũng nào. Ờ. Có đồ nữa chứ sao? Có đồ nữa, kéo thêm lô nữa. Ủa làm chừng này thôi đúng không? Dạ bên này là bên này. Món nhỏ, còn bên này kiểu combo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.